Giữa bối cảnh lệnh giãn cách xã hội, phong tỏa được thực hiện tại nhiều quốc gia để đối phó với dịch COVID-19, nhiều người làm việc ngay tại nhà với trang phục thoải mái hơn so với chỗ làm. Trong đó có nhiều phóng viên, biên tập viên truyền hình. Vì vậy, không ít tình huống dở khóc dở cười đã được ghi nhận khi các biên tập viên thực hiện bản tin từ nhà. Trong khi dẫn một bản tin từ nhà riêng, Will Reese bị khán giả phát hiện không mặc quần dài khi lên sóng. Trước khi vào phần xem clip, các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh thứ hai được đặt ở dưới phần mô tả để ủng hộ cho tụi mình nhé. Trong cuộc sống bận rộn, có thể bạn đã vô tình bỏ lỡ đi những khoảnh khắc thú vị, hài hước xung quanh. Đôi khi những tình huống ấy mới là thứ đem đến cho bạn sự thoải mái, vui vẻ, xua đi những điều phiền toái trong cuộc sống. Hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến các bạn một video tổng hợp những khoảnh khắc hài hước vô tình được camera ghi lại. Và điều mà chúng tôi hướng đến qua video này đó chính là tiếng cười của các bạn. Cùng thưởng thức ngay thôi! Hiện tượng dê biết leo cây, bạn đã từng nghe. Hình ảnh những chú dê có thể trèo lên cây, đứng thăng bằng trên độ cao và sự mảnh khảnh của những cành cây là một điều vô cùng độc đáo và nó đã thu hút được lượng lớn khách du lịch đến với Maroc. Và nếu bạn muốn tận mắt chứng kiến, thì hãy ghé qua các thành phố du lịch của Maroc, Marrakech hay Essaouira. Bạn sẽ phải ngạc nhiên với hình ảnh một gã tử thần khổng lồ đang đứng một bên cầu, sải rộng hai tay và không ngừng xoay đầu qua lại để quan sát người đi trên cầu thế này. Nhiều người đã tỏ ra ấn tượng lẫn sợ hãi trước cây cầu kỳ lạ. Một số còn tỏ ý muốn đi thử trên chiếc cầu độc nhất vô nhị này. Tuy nhiên, cũng không quá khó để nhận ra đây đích thị là cầu Golden Gate, cầu cổng vàng trứ danh ở San Francisco. Và nhân vật tử thần khổng lồ kia cũng chỉ là sản phẩm của sự sáng tạo của các tay chế ảnh chuyên nghiệp. Được xây dựng vào năm 1997 và chính thức đi vào hoạt động năm 2004, cây cầu lượn siêu tốc Eshima Ohashi của Nhật Bản bắc qua hồ Nakaomi là nơi kết nối các thành phố của quận Matsu và Sakai Minato. Ngay từ khi được đưa vào sử dụng, Eshima Ohashi đã khiến nhiều người tham gia giao thông không khỏi thót tim khi lần đầu tiên lái xe vượt qua cây cầu được mệnh danh là một trong những cây cầu nguy hiểm nhất thế giới này. Bạn đã biết, boomerang là một thứ vũ khí độc đáo có kỹ thuật cao của người nguyên thủy. Khi được phóng đi, nó có thể tạo ra những đường đi rất phức tạp và nếu không trúng đích, nó sẽ quay trở lại chân người ném. Tuy nhiên, còn cái cây này thì sao? Bằng thế lực nào mà nó có thể quay trở về vị trí sau khi bị ném đi như vậy? Cư dân mạng lại được dịp xôn xao với hình ảnh một chiếc ô tô mắc kẹt trên dây điện ở độ cao vài mét khiến nhiều người kinh ngạc. Chiếc xe như có ma thuật, nằm nhẹ nhàng như lông hồng, treo mình trên những sợi dây điện thưa thớt. Dây không những không đứt, mà cũng chẳng bị trùng xuống, khiến bức ảnh trở nên vô lý tột cùng. Một điều đáng nói là việc đưa chiếc xe xuống thì dễ, nhưng bằng cách nào, chiếc ô tô có thể treo lơ lửng trên dây điện một cách vi diệu như thế nhỉ? Không phải máy bay, mà là một con tàu biển đang lơ lửng trên không trung. Tuy nhiên hình ảnh kỳ lạ mà chúng ta đang nhìn thấy ở đây thực chất là do sự chênh lệch nhiệt độ trong không khí tạo ra hiệu ứng đánh lừa mắt người, khiến chúng ta thấy con tàu di chuyển mà không hề chạm vào nước. Bạn hãy tưởng tượng tới cảnh đang mải mê lặn ngụp trong làn nước thanh bình của hồ Risho, đẹp như tranh vẽ, thì bất ngờ nhìn thấy phía xa xa là gương mặt của kẻ phản diện đáng sợ nhất điện ảnh Mỹ, Jason Voorhees. Nó hoàn toàn có thật và bất kỳ thợ lặn nào cũng có thể rơi vào hoàn cảnh này. Chỉ cần lặn xuống độ sâu 36m trong hồ Crystal ở Crosby, Minnesota. Có thể
thể nhìn thấy các cây lớn đã mọc xuyên qua xe ô tô, tạo ra một lỗ hổng lớn dưới sàn và làm nóc xe như muốn bật tung. Tình huống kỳ lạ được cho là đã gây ra một cuộc hỗn loạn, khiến nhiều người choáng váng, tập trung quanh chiếc xe quay phim và chụp ảnh. Các cây dường như đã phát triển xuyên qua chiếc ô tô đang đổ gần đó, gây cản trở giao thông. Vụ việc diễn ra ở thành phố Nantes, Pháp và được quay lại bằng điện thoại di động. Vô tình bắt được một chú cá da trơn khi còn nhỏ, người đàn ông này đã bỏ thời gian để nuôi và huấn luyện chú cá biết đá bóng. Cụ thể là chú cá dùng đuôi để tạt nước, hất quả bóng lên bờ, một cách vô cùng ấn tượng. Mắt cúp luôn được coi là vũ khí lợi hại của các cô gái, và chắc chắn cô nào cũng rất trau chuốt và cẩn thận với khâu làm đẹp này. Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính. Cô gái trong video dù có vẻ khá cẩn thận cho việc tô son, nhưng không ngờ một trận động đất đã xảy ra ngay tại thời điểm ấy, khiến cho son bị lem khá nhiều ra ngoài, và trông mặt cô khi ấy chẳng khác gì một chú hề. Đường ở Telangana, miền Nam Ấn Độ, con rắn hổ mang đã bất ngờ đụng độ với hai người đàn ông đi xe đạp. Ngay sau đó, nó đã bị cuốn vào bánh trước của chiếc xe. Thấy con rắn đang quằn quại phía dưới, hai người đàn ông lập tức vứt xe bỏ chạy. May mắn là cả hai không bị thương, tuy nhiên chiếc xe đạp bị hư hỏng. Trong đoạn video ngắn được ghi lại ở Bradbury, California, Mỹ, hai chú chó cưng Bentley và Tucker thể hiện sự dũng cảm của mình bằng cách xua đuổi một con gấu nâu khổng lồ khỏi sân vườn của gia đình. Cụ thể, khi thấy một con gấu nâu bất ngờ leo hàng rào, đột nhập vào sân vườn, biết không thể đổ sức với con gấu nên hai chú chó cố gắng giữ khoảng cách, đứng lên bằng chân sau để trông to lớn hơn, đồng thời chúng không ngừng sủa để dọa nạt kẻ địch. Cuối cùng, nỗ lực của hai chú chó cũng đã thành công, con gấu lớn nào núng lành phải trèo rào bỏ đi. Ông đang đi bộ thì thấy một con khỉ và dừng lại, giơ ngón tay thối để trêu chọc con vật. Tuy vậy, người đàn ông này không thể ngờ phản ứng bất ngờ từ phía con khỉ. Ngay sau khi giơ ngón tay, người đàn ông bị con khỉ lao tới tung cước thẳng vào mặt, khiến anh này ngã nhào xuống đất. Vừa rồi là những khoảnh khắc hóm hỉnh được camera ghi lại. Nếu video đã mang lại cho bạn những phút giây thư giãn thì nhớ nhấn like và subscribe để ủng hộ kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video mới.